Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay lại với Phan TV. Trong một buổi sáng rất đẹp trời nhưng mà cũng rất là lạnh. Thời tiết bây giờ đang âm độ và mấy hôm nay thì tuyết rơi rất là nhiều ở Seoul. Thì Nhân lại được mời qua Seoul và sáng hôm nay thì Nhân lại đi ra ngoài làm vlog review. Đầu tiên để Nhân giới thiệu cho mọi người cái khu mà Nhân đang lưu trú ha. Thì lần này sang Hàn Nhân cũng kiếm một cái khu motel ở gần Quan Shipley để vừa ở và vừa review cho mọi người xem. Nó rất là khác so với những cái khách sạn và đây là một cái đặc trưng của các cái motel cho nên là Nhân muốn review cho mọi người cùng xem. Và tiếp theo là Nhân sẽ đi ra khoảng Hoa Mun, tức là đi ra một cái quảng trường nơi mà có một số cái lễ hội và chợ ở đó. Sau đó thì chắc là đi mua sắm một số đồ cho Nhân và cả cho con, cho vợ. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu sẽ đi cái quảng trường khoảng Hoa Mun. Let's go. Rồi, Nhân vừa mới tới ga Khoảng Hoa Mun rồi. Bây giờ thì Khoảng Hoa Mun ngay phía sau luôn. Đó là cung điện Cảnh Phúc Cung á mọi người. Quảng trường Khoảng Hoa Mun cũng mấy hôm trước cũng tuyết rơi dày lắm. Mình xem trên tin bản tin thì thấy tuyết dày này. Giờ vẫn còn lại dòng lại. Rồi ngay phía trước mọi người, ngay chỗ ông vua Sejong á là sẽ là một cái market, một cái chợ ha. Còn bây giờ mình sẽ tới đó để review cái chợ ở đây. Ở dưới này thì là mấy cái bên kia là đèn lồng á, mấy cái đèn lồng mà người ta làm thành hình người như vậy đó. Buổi tối lại thì nó sẽ bật đèn lên rất là đẹp. Kể cả bên kia có một chú thỏ. Hả mọi người thấy có một chú thỏ. Chú thỏ đó cũng là một cái đèn lồng á. Buổi tối lại thì nó bật đèn lên rất là đẹp. Cái market này nó sẽ mở cửa vào lúc 18 giờ tới 22 giờ từ ngày 19 tới 31 ha. Mình tới giờ này hơi sớm rồi, mình phải chờ rồi, đi đâu đó chờ rồi. Chút xíu nữa mình sẽ vào đây quay. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng trước ha. Đây trước này thì là vua Sejong nè, cũng xuất hiện rất là nhiều trong các cái vlog trước của Nhân rồi. Phía sau kia sẽ là Cảnh Phúc Cung. Đây và năm tới là ở Việt Nam mình là năm mèo, nhưng mà ở Hàn Quốc thì là năm thỏ, cho nên là có một con thỏ bự ơi là bự đây. Đó phía sau này người ta cũng dựng lên rất là nhiều cái đèn lồng này, đèn lồng mà là hình người luôn, rất là đẹp. Bây giờ lạnh lắm mọi người, lạnh đến nỗi mà Nhân bấm cái nút ở trên cái camera mà bấm không nổi luôn á, cái tay nó tê hết luôn. Đó thì lần này Nhân lại qua đây là để nhận được cái lời mời của Sở Du lịch Seoul để qua review cái chợ này vào ban đêm này. Người ta làm những cái lồng đèn mà rất là đẹp luôn, tinh xảo dễ sợ luôn. Đây tất cả ở đây là người ta đều để cái biểu tượng của STO này, Seoul Tourism Organization này. Đây là Bộ Văn hóa và Du lịch, tòa nhà của Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đây. Có một cái màn hình là dài ơi là dài, rất đẹp luôn. Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi rồi tí nữa tầm 6 giờ mình quay lại đây. Tại miền Đông cũng gần Hoa Mun cho nên là Nhân đang đi bộ ra phía miền Đông đây. Thì ra đây thì ngay cái chỗ City Hall, tức là cái trung tâm hành chính của thành phố Seoul ấy. Trước này nó có một cái sân trượt băng, tập trung rất là đông mọi người ở đây luôn. Một bên là sân trượt băng của James, thì ba mẹ trượt cùng với James luôn này. Bên này là của người lớn, rồi đông kinh khủng luôn, đông như trễ hội luôn. Đông dã man mọi người ha, vui ha. Rất là nhiều các em nhỏ cũng tới đây, có ba mẹ đi kèm luôn. Mỗi lần mà đi chơi kiểu như thế này mà thấy mấy cái khu như thế này á, làm Nhân là nhớ tới con trai Felix, nhớ tới vợ. Kiểu như là ở Việt Nam thì đâu có mấy cái chỗ như thế này để đưa vợ con đi chơi đâu. Qua đây mới thấy mấy cái chỗ này thì thấy vui quá. Năm sau chắc là sẽ đưa Felix với lại Vy qua để chơi cái mùa thu và mùa đông cực kỳ thú vị. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi. Mình sẽ đi qua phía miền Đông. Ra phía ngoài này thì phía trước này người ta cũng có trang trí một cái cây thông Noel rất là lớn với chữ là I Soul You. Thì có một cây thông bựa là bộ phía kia đó. Đây một cây thông rất là lớn phía trước, I Soul You. Rồi bây giờ thì qua đường để đi về phía miền Đông nè. Thank you.
Bây giờ thì đã hơn 5 giờ, gần 6 giờ tối rồi. Trời bắt đầu tối rồi. Rồi nãy giờ đi được một đoạn dưới đường hầm đỡ lạnh. Bên này thì được cái là cái khu miền đông nối ra khu còn Hoa Môn này thì nó có một cái đường hầm thì nếu mà trời lạnh thì mọi người đi xuống dưới đó, hoặc là trời quá nóng á thì mọi người cũng có thể đi xuống dưới đó. Mọi người xem là cái vlog hồi lâu mấy năm trước của Nhân thì mọi người sẽ thấy. Rồi bây giờ trời tối này, bắt đầu lên đèn rồi. Ở đây có một cái biểu tượng chữ Hanja luôn nè. Rồi đây cái hội chợ mà mình được mời tới để review đây nè, My Soul Soul. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng vào trong coi thử có gì. Không khí rất là Giáng sinh luôn. Đây là một ngôi làng Giáng sinh. Đây, bắt đầu vào đây thì sẽ có một số cái trung tâm Tourism Center này của STO, Seoul Tourism Organization. Trong này thì có rất là nhiều các cái gian hàng bán đồ lưu niệm này nọ. Ở giữa thì có một cái cây thông Noel lớn. Có rất nhiều các cái gian hàng và người ta trang trí rất đẹp luôn mọi người nè. Đây mấy cái chỗ giữa là người ta trang trí kiểu concept là Noel đây. Còn trong này thì bán đồ lưu niệm khá là nhiều. Để mình lướt qua một vòng các cái gian hàng cho mọi người xem ha. Như đây là bán mấy cái đồ lưu niệm Noel. Các loại đồ trang trí bằng sành sứ. Ví dụ như ở đây có một số đồ sành sứ nè, nhưng mà giá cũng khá là cao ha. Rồi bên cạnh này là một cái tiệm người ta làm đồ bằng gỗ, móc khóa này nọ bằng gỗ, hay lục nhẫn này nọ bằng gỗ luôn nè. Rồi bên này là đang bằng len, quầy hàng đồ len. Bên này cũng là đồ đan nhưng mà dành cho thú cưng dễ thương vậy. Rồi tất cả là handmade luôn. Đồ handmade ở bên hàng này người ta bán mắc lắm mọi người. Tranh nè, tranh sơn dầu. Thế ví dụ như bức tranh này có giá 70.000 won này, tức là khoảng 1.500.000 đây, 1.400.000 đây. Rồi đây là một tiệm đồ bằng gỗ, có thể làm đồ len đẹp về mẫu thương nè. Thấy có rất là nhiều gian hàng ở đây luôn, và mình đang tìm một cái gian hàng có tên là Total Planner. Mình cũng không biết đó là sản phẩm là cái gì, mình phải tới đó để tìm họ để xin mấy cái gọi là những cái sản phẩm mà họ tặng mình đó, để mình coi thì nó là cái gì để mình review. Và bây giờ thì tối rồi, đẹp quá và cũng rất đông người luôn, thực sự rất đông người. Đây thực ra là cổng chính nó vào là của cái chợ này là ở đây. Mọi người dừng lại chụp hình quá trời luôn. Nói chung là cái đây là một cái giống như kiểu chợ đêm vậy đó, chợ đêm bán các cái đồ mà gọi là liên quan đến handmade, rồi mấy cái đồ mà gọi là sản phẩm liên quan tới văn hóa của Hàn Quốc, của Seoul này nọ, thì người ta mang tới đây người ta bán, cũng đông vui, mọi người vô chụp hình quá trời luôn. Mình vừa mới vô thử thì đúng là cái chỗ này rồi. Nhau siêu, thích chơi planner, quá to. Nè, đây có thạp lên rồi á. Planner, thốt từ book, thốt từ book ở tận rồi á. Nè, nè, cái đó chúng ta thấy có lô cola kẹo. Nè, đây có đang, đây cái chỗ mà mình cần tìm đó là công ty có tên là Smart Dong School. Đây thì là nó sẽ liên quan đến những cái sản phẩm dành cho các bạn học sinh, sinh viên là chính. Thì như bạn ấy có giải thích của mình thì đây là một cuốn giống như một cuốn lịch vậy đó. Thì mọi người có thể là note hết mọi thứ liên quan đến công việc của mình một tuần, trong vòng một tuần ở đây. Đây ví dụ như mình cho mọi người xem đây ha, to do list nè, mỗi tháng luôn ha. Đó, rồi cái này là chia ra thành mà là mỗi ngày trong tuần luôn này, thì dành cho mấy bạn học sinh, sinh viên, những người đang học á.
thì sẽ rất là dễ để mà kiểm soát cái lịch của mình. Đương nhiên là bây giờ cũng có rất là nhiều cái app, nhưng mà có một số người thì là thích xem như thế này thôi, nó sẽ bị tránh bị các bạn làm sao nhãng cái việc học của mọi người ha. Đó, ví dụ như là mấy cuốn planner này thì là mấy cuốn mà để mình viết ra những cái to-do list trong một ngày này, ví dụ như là mình thức dậy thì làm cái gì, rồi sau đó buổi chiều làm cái gì, buổi tối làm cái gì, đây viết hết ra đây. Thực ra là hồi xưa thì mình cũng khá là lười làm cái việc này ra, nhưng mà lớn lên rồi thì mới hiểu là mình mà làm tốt với cái việc này á, thì sau này những công việc mình lớn lên mình làm công việc quản lý á, nó cũng sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. À, vậy là đúng rồi, tức là cuốn Top Planner 101 này thì có 3 cuốn này là giá 7.900 won. Cuốn hai cuốn này thì là bìa dày hơn thì có giá là 8.400 won. Và cuối cùng là cái cuốn này thì nó có giá là 9.900 won. Đó, nói chung là cũng là to-do list thôi, nhưng mà nó sẽ là mỗi ngày trong tuần. Đó, mình có thể làm một tuần luôn. Còn mấy cuốn này thì mọi người sẽ làm từng ngày. Đó, tùy nhu cầu mọi người thôi. Nói chung là mình thấy học sinh bên hàng, những người học sinh sinh viên bên hàng thì người ta dùng cái kiểu lịch trình như thế này rất là nhiều. Ok rồi, tới đây vừa được tham quan gian hàng, vừa được tặng quà để review rồi. Dạ, bây giờ thì thoải mái rồi, đi tham quan chỗ khác thôi. Người ta biểu diễn ở trên lên tường, chiếu đèn lên tường này, mọi người đứng coi chụp hình quá trời luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài kia review mấy cái đèn thôi. Đây, đẹp kinh khủng luôn mọi người ơi. Buổi tối là người ta bật đèn lên rồi nè. Ở đây là giống như là một bà hoàng hậu hay là phi gì đây đây. À, phía trên kia là vua nè. Đó, phía trên cao là vua nè. Xong rồi ở dưới bên cạnh là có mẫu hậu nè, có vợ và con của vua. Phía sau là một chàng tướng quân. Đó, bên cạnh là các người hầu, lính cận vệ này nọ này ha. Đẹp quá, làm rất là tinh xảo luôn á. Đó, buổi tối ở ngoài khoảng Hồ Môn này đẹp quá, đẹp luôn. Chiếc tàu chiến này là cả một niềm tự hào của dân tộc Hàn Quốc đây. Đẹp ghê, người ta làm cái đèn lồng đẹp. Tối là đẹp kinh khủng luôn, nhưng mà lạnh quá. Tối rồi giờ mọi thứ lên đèn và đẹp quá mọi người ơi. Nhưng mà rất là lạnh luôn, tê tái cả hai cái tay rồi, miệng nó bây giờ cũng méo méo miệng luôn rồi.